Phật tử, Đại Bồ Tát thường đem đủ thứ hoa quý bố thí. Đó là hoa thơm vi diệu, hoa đủ màu sắc, vô lượng hoa kỳ diệu, hoa thấy lành, hoa đáng vui thích, hoa tất cả thời, hoa trời, hoa nhân gian, hoa trên đời chân quý ưa thích, hoa rất thơm tho vừa ý, dùng vô lượng hoa đẹp như vậy. Cúng dường tất cả chư Phật hiện tại và hết thảy tháp miếu sau khi chư Phật diệt độ, hoặc đem cúng dường người thuyết pháp, hoặc đem cúng dường tỳ kheo tăng bảo, tất cả Bồ Tát, các thiện tri thức, thanh văn duyên giác, cha mẹ, tôn thân, giới đến thân mình, cùng với tất cả kẻ bần cùng, côi cút, cả vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, tu pháp hồi hướng, Ngài lại thường thường đem đủ thứ hoa thơm quý giá bố thí, như những hoa dưới đây, hoa thơm vi diệu không thể nghĩ bàn, hoa đủ thứ màu sắc tươi tốt, vô lượng hoa thơm kỳ diệu không tính đếm được, hoa ai ai thấy rồi thì sinh thấy lành, niệm lành. Phạm là người thấy được thứ hoa đáng vui thích này, đều sinh tâm hoan hỷ, khoái lạc, hoa đúng hợp với tất cả mọi thời đều nở rộ. Hoa mạn đà la trên trời, đủ thứ hoa quý đẹp nhất ở nhân gian, hoa làm cho người thế gian chân quý và ưa thích, hương thơm rất thơm tho, màu sắc cũng tươi thắm, chói mắt, khiến cho ai thấy được tâm ý đều vừa ý. Bồ Tát đem vô lượng những thứ hoa quý đẹp đó, cúng dường mười phương chư Phật hiện tại, cũng cúng dường tháp miếu thờ xá lợi Phật sau khi Phật nhập diệt, hoặc cúng dường các pháp sư giảng kinh thuyết pháp, hoặc cúng dường các tỳ kheo tăng bảo xuất gia. Mục đích cúng dường tam bảo là vì gieo trồng ruộng phước trước tam bảo, cầu tăng trưởng trí huệ, hoặc cúng dường các Bồ Tát và thiện tri thức trong mười phương, hoặc cúng dường các bậc thánh hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, hoặc cúng dường cha mẹ và tôn thân quyến thuộc, và cúng dường tất cả kẻ bần cùng, cô nhi côi cút, cuối cùng cũng cúng dường đến thân mình. Khi bố thí, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hoa tam muội của chư Phật thảy đều nở rộ tất cả các pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được như Phật, người thấy được đều hoan hỷ, tâm chẳng nhàm đủ, nguyện cho tất cả chúng sinh chỗ thấy đều thuận hợp, tâm không động loạn, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ hạnh nghiệp, thanh tịnh rộng lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường nghĩ nhớ bạn lành, tâm không biến đổi. Khi Bồ Tát bố thí đủ thứ hoa quý, thì Ngài đem các căn lành tích tụ được, vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được hoa thiền định như chư Phật tu, do trong thiền định đó mà nở ra hoa trí huệ, vì chúng sinh diễn nói thật tướng của các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được như chư Phật, sớm thành Phật đạo, khiến cho chúng sinh thấy được đều sinh tâm hoan hỷ, vĩnh viễn chẳng có lúc nào nhàm đủ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh phàm là thấy được sự vật thảy đều thuận tâm vừa ý, chẳng bị mê hoặc mà sinh tâm dao động, khởi phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu hành Phật pháp rộng lớn đầy đủ, đắc được nghiệp quả thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường nghĩ nhớ đến bạn lành đã từng làm ảnh hưởng đến họ sinh khởi căn lành, do đó mà chẳng bị hoàn cảnh làm biến đổi, sinh tâm thay đổi. Nguyện cho tất cả chúng sinh như thuốc A Già Đà trừ được tất cả phiền não các độc. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn nguyện lớn, thảy đều đắc được trí vương vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ như ánh sáng mặt trời, phá trừ được tối ngu si. Nguyện cho tất cả chúng sinh Bồ Đề tịnh nguyện tăng trưởng đầy đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào Đại Bảo Châu thấy thiện tri thức, thành tựu đầy đủ tất cả căn lành. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát. Khi bố thí hoa, vì khiến cho chúng sinh đều được trí thanh tịnh vô ngại, Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh giống như thuốc A Già Đà trường sinh bất lão, giải trừ được đủ thứ phiền não và các chất độc khác, tham sân si vân vân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều thành tựu viên mãn các nguyện lớn đã phát ra, đồng thời đều đắc được trí huệ vô thượng, trở thành vua của trí huệ. Lại nguyện cho trí huệ của tất cả chúng sinh giống như ánh sáng mặt trời, hay phá trừ tất cả ngu si và đen tối. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đạo Bồ Đề tu được giống như ánh sáng mặt trăng thanh tịnh, ngày càng tăng trưởng viên mãn đầy đủ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến được châu báu lớn, thấy được các thiện tri thức, học tập tất cả Phật pháp, thành tựu đầy đủ tất cả căn lành.
Ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hoa quý thượng diệu. Mục đích Bồ Tát hồi hướng như vậy là vì muốn cho mỗi chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh, viên dung vô ngại. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí tràng hoa, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được người thích thấy. Người thấy được đều khâm kính, khen ngợi. Người thấy được đều thân thiện. Người thấy được đều ưa thích. Người thấy được đều khát ngưỡng. Người thấy được đều hết sầu lo. Người thấy được đều sinh tâm hoan hỷ. Người thấy được đều lìa các điều ác. Người thấy được thường được gần gũi Phật. Người thấy được đều được thanh tịnh, đắc được nhất thiết trí. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tràng hoa. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài lại vì chúng sinh bố thí tràng hoa. Khi Ngài bố thí tràng hoa, thì Ngài đem căn lành thành tựu được hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được mọi người hoan hỷ thấy họ. Lại nguyện cho bất cứ người nào thấy được họ đều sinh tâm khâm kính khen ngợi. Lại nguyện cho phàm là người thấy được họ đều phát sinh tình cảm thân thiết. Lại nguyện cho người thấy được họ thì trong tâm có cảm giác ưa thích, vui vẻ. Lại nguyện cho người thấy được họ thì lập tức sinh tâm ngưỡng mộ. Lại nguyện cho người thấy được họ lập tức tiêu trừ ưu sầu phiền não. Lại nguyện cho người thấy được họ đều sinh tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho người thấy được họ dù họ có tánh ác cũng lập tức cải ác hướng thiện. Lại nguyện cho phàm là người thấy được họ cũng được luôn luôn gần gũi chư Phật. Lại nguyện cho người thấy được họ thân tâm thành tịnh, nhờ đó mà đắc được nhất thiết trí huệ. Đó tức là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tràng hoa. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí hương, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ hương của giới, đắc được giới không thiếu khuyết, giới không tạp, giới không ô nhiễm, giới không hối hận, giới lìa ràng buộc, giới không nhiệt não, giới không hủy phạm, giới vô biên, giới xuất thế, giới Bồ Tát Ba La Mật. Nguyện cho tất cả chúng sinh nhờ những giới đó mà đều được thành tựu giới thần của chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương, vì khiến cho chúng sinh đều đắc được viên mãn giới uẩn vô ngại. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, hiện tại Ngài lại bố thí hương quý cho tất cả chúng sinh. Khi Ngài bố thí hương thì Ngài đem căn lành tích tụ được hồi hướng như vậy. Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thọ trì ba giới tụ thanh tịnh, đắc được hương giới đầy đủ. Ba giới tụ thanh tịnh: một, giới nhiếp luật nghi; hai, giới nhiếp thiện pháp; ba, giới nhiều ích hữu tình. Giới: người tu đạo luôn giữ giới thanh tịnh thì sẽ thành tựu giới đức khắp cùng bốn phương, dùng hương dụ cho đức, gọi là giới hương. Hơn nữa, có những người trên thân tỏa ra mùi hôi, tức là do trong đời quá khứ chẳng giữ giới thanh tịnh. Nếu người giữ giới viên mãn thì đời này trên thân đều có một mùi vị thơm. Đây cũng là hiện tượng của giới hương. Hành giả giữ giới thanh tịnh thì nhất định đức cao vọng trọng. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giới không thiếu khuyết, giữ được giới viên mãn, chẳng có tơ hào hỷ phạm thì chẳng có thiếu khuyết, được giới không tạp, kiên cố giữ gìn chánh giới, chẳng xen tạp với giới bò giới chó của ngoại đạo, được giới không ô nhiễm, luôn giữ giới thanh tịnh, chẳng sinh chút tâm nhiễm ô nào, được giới không hối hận, suốt đời giữ giới đại thừa thanh tịnh, chẳng thọ mê hoặc của ngoại đạo mà sinh hối hận, cũng chẳng phạm giới trọng, cũng chẳng sinh tâm hậu hối, được giới lìa ràng buộc, lìa khỏi sự ràng buộc của ái dục, giữ gìn giới thanh tịnh, như chẳng cẩn thận lỡ phạm mà sinh tâm hổ thẹn, thành khẩn sám hối, thì sẽ không bị ái dục ràng buộc. Được giới không nhiệt não, nhiệt não tức là phiền não, hay giữ giới thì sẽ có định, giới định liên quan với nhau, thường ở trong sự mát mẻ, phiền não sẽ chẳng sinh ra, thì tự nhiên sẽ chẳng có phiền não. Được giới không phạm, thấu đạt được đạo lý giới thể, giới pháp, giới tướng, thì vĩnh viễn sẽ chẳng phát sinh việc hủy phạm giới luật. Được giới vô biên, hy vọng chúng sinh đều có thể trước sau như một, giữ gìn giới thanh tịnh, tu đầy đủ giới định huệ, thành tựu vô lượng vô biên công đức căn lành. Được giới xuất thế, hy vọng tất cả chúng sinh đều tu giới thanh tịnh xuất thế, vĩnh viễn lìa sinh tử, thoát khỏi ba cõi.
được giới Bồ Tát Ba La Mật, nguyện tất cả chúng sinh đều thành tựu được thập độ vạn hạnh, xa lìa nhị thừa, viên mãn luật nghi của Bồ Tát, sớm lên bờ kia, nguyện chính pháp giới chúng sinh, nhờ nghiêm trì giới thanh tịnh, thảy đều thành tựu giới thần viên mãn, giống như chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương. Vì muốn cho tất cả chúng sinh đều đắc được viên mãn vô lượng công đức, giới uẩn vô ngại. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí hương thoa, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương thí sống khắp, đều được huệ thí tất cả hết thảy, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương giới sông khắp, đều được giới thanh tịnh rốt ráo của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương nhẫn sông khắp, đều lìa khỏi tất cả tâm hiểm hại, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương tinh tấn sông khắp, thường mặc áo giáp tinh tấn đại thừa, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương định sông khắp, an trụ nơi tam muội hiện tiền của chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài bố thí hương thoa, thì Ngài đem đủ thứ căn lành tích tụ hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương thí sông khắp, thì đều rất phấn khởi, muốn đem hết thảy tất cả bố thí cho tất cả chúng sinh, lại nguyện cho hết thảy chúng sinh trong chín pháp giới đều thọ được hương giới sông khắp. Giới tức là người ác phòng quấy, có giới luật của đệ tử tại gia phải giữ, có giới luật của người xuất gia phải giữ. Người tu đạo tuyệt đối phải nghiêm trì giới luật, mới có thể cảm ứng đạo giao, mới đắc được hương thơm của giới. Đắc được hương thơm của giới rồi mới có thể sông khắp tất cả chúng sinh, cho đến đạt được cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Như Lai tức là giới thể viên mãn thành tịnh, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương nhẫn sông khắp, đều thành tựu được nhẫn Bà La Mật. Nhẫn tức là nhẫn nhục, tu hạnh nhẫn nhục thì được hương thơm tỏa ra, tu bố thí trì giới và các Ba La Mật khác thì đều tỏa ra hương thơm, vì lục độ vạn hạnh đều nuôi lớn tâm Bồ Đề, mà còn có thể diệt trừ tất cả sự chướng ngại, cho nên đều gọi là hương. Sức lực của sự nhẫn nhục không thể nghĩ bàn, tu hạnh nhẫn nhục thì sẽ tỏa ra hương thơm, có thể khắp kết nhân duyên, khiến cho mọi người khi thấy được bạn thì sẽ có chút cảm tình thân thiết. Đó là quả báo của sự tu hạnh nhẫn nhục. Chúng sinh thọ được hương nhẫn sông khắp thì sẽ diệt trừ được nơi vô hình tầm nguy hại hiểm trá trong tập tánh. Cho nên nói hương nhẫn lìa khỏi tất cả tầm hiểm hại, tức cũng là sức lực của hương nhẫn không thể nghĩ bàn, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương tinh tấn sông khắp, thì khiến cho mỗi người tu đạo đều tinh tấn không ngừng nghỉ. Giống như dũng sĩ ở ngoài chiến trường thường thường mặc áo giáp tinh tấn đại thừa, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương thiền định sông khắp, an trụ ở trong cảnh giới đại định hiện tiền của chư Phật, chẳng sinh chút tâm tán loạn nào. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương huệ sông khắp, một niệm được thành tựu vô trí huệ vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương pháp sông khắp, thì nơi pháp vô thượng được không sợ hãi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương đức sông khắp, thì thành tựu nhất thiết trí đại công đức. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương Bồ Đề sông khắp, thì được mười lực của Phật đến bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được diệu hương pháp trắng thanh tịnh sông khắp, thì vĩnh viễn diệt trừ tất cả pháp bất thiện. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương thoa. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương trí huệ sông khắp, thì ở trong một niệm đắc được vô lượng trí huệ thủ thắng, trở thành vua trí huệ, chứng được quả Phật chẳng có ai bằng được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương pháp sông khắp, thì đắc được lý thể chân thật của diệu pháp thâm sâu vô thượng, đối với tất cả các pháp chẳng có sợ hãi, cũng chẳng có nghi hoặc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương đức sông khắp, thì thành tựu trí huệ thủ thắng, viên mãn tất cả đại công đức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương Bồ Đề sông khắp, thì thành tựu Bồ Đề giác đạo, đắc được mười thứ thần lực không thể nghĩ bàn của Phật, đến được bờ Niết Bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được diệu hương pháp trắng thanh tịnh sông khắp, thì sẽ vĩnh viễn diệt trừ tất cả pháp thế tục bất thiện. Đó tức là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hương thoa. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí giường tòa, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được các giường tòa trời, chứng được đại trí huệ,
nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa hiền thánh, xả bỏ ý phàm phu, trụ tâm bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa an lạc vĩnh viễn, lìa tất cả sinh tử khổ não. Nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa rốt ráo, được thấy thần thông tự tại của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa bình đẳng, luân huân tu khắp tất cả pháp lành. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài lại bố thí dường tòa cho tất cả chúng sinh. Khi Ngài bố thí dường tòa, thì Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập được hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa giống như chư thiên dùng. Thứ dường tòa đó rất đẹp, mà còn có nhiều công dụng kỳ diệu. Nếu nằm ngủ trên giường tòa đó, hoặc ngồi trên giường tòa đó, thì sẽ chứng được trí huệ viên mãn, rộng lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giường tòa như bậc thánh hiền dùng, có thể khiến cho phàm phu xả bỏ đi tất cả tư tưởng tập khí thế tục, chuyển phàm phu nhập vào dòng thánh nhân, luôn luôn an trụ ở trong bồ đề giác đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giường tòa rất an ổn thoải mái, vĩnh viễn thoát khỏi khổ sinh tử. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giường tòa rốt ráo nhất, thấy được thần thông tự tại của chư Phật, cũng minh bạch được sức thần thông diệu dụng của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giường tòa bình đẳng, luôn luôn thọ được sự huân tu khắp tất cả thiện pháp trắng thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được giường tòa tối thắng, đầy đủ nghiệp thanh tịnh, thế gian không bằng được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được giường tòa an ổn, chứng được pháp chân thật, đầy đủ rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa thanh tịnh, tu tập cảnh giới trí huệ thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa an trụ, được thiện tri thức, luôn theo che chở gia hộ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa sư tử, thường nằm bên hông phải, giống như Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí dường tòa, vì khiến cho chúng sinh tu tập chánh niệm, khéo hộ trì các căn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa thủ thắng nhất, đầy đủ viên mãn nghiệp trí huệ thanh tịnh, trên thế gian chẳng có ai so sánh bằng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa an ổn, chứng được lý thể chân thật của các pháp, đạt đến cảnh giới thật tế rốt ráo viên mãn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa thanh tịnh không ô nhiễm, tu tập pháp vi diệu thâm sâu của chư Phật nói, đạt được trí huệ thanh tịnh và cảnh giới giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa an ổn, không động, thường được gần gũi các vị thiện tri thức, cũng luôn luôn được các vị thiện tri thức đi theo che chở gia hộ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa sư tử, cũng học tập được giống như Phật, thường nằm nghiêng về hông bên phải. Đó gọi là tư thế nằm cát tường, tập dần sẽ quen, tránh được ác mộng. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí dường tòa, cũng hy vọng chúng sinh mọi người đều tu tập chánh niệm, chánh tư duy về chánh pháp, khéo biết hộ trì các căn của mình, đừng khiến cho nó phóng dật, luôn luôn siêng tu Phật đạo. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí phòng xá, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an trụ cõi Phật thanh tịnh, tinh tấn siêng tu tập tất cả công đức, an trụ vào cảnh giới tam muội thâm sâu, xả lìa tất cả trụ xứ chấp trước, thấu rõ các trụ xứ đều chẳng chỗ có, lìa các thế gian trụ nơi nhất thiết trí, nhiếp lấy tất cả chỗ trụ của chư Phật, trụ nơi trụ xứ đạo an lạc rốt ráo, luôn trụ nơi căn lành thanh tịnh bậc nhất, chọn chẳng xả lìa trụ xứ vô thượng của Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí phòng xá, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, từ chỗ đáng được độ mà tư duy cứu hộ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng khi Ngài bố thí phòng xá cho tất cả chúng sinh, thì Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều an trụ ở trong cõi Phật, dũng mãnh tinh tấn, siêng tu tất cả căn lành công đức, an trụ ở trong cảnh giới chánh định, chánh thọ thâm sâu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ sự trụ chấp trước, đừng trụ vào sự dục vọng, thấu rõ trụ xứ cũng là hư vọng, như huyễn như hóa, vượt khỏi các thứ vật chất hưởng thụ của thế gian, mà trụ vào nơi nhất thiết trí huệ, nhiếp lấy tất cả trụ xứ của chư Phật trụ, tu hành đạo quả rốt ráo, đắc được chỗ trụ an ổn rốt ráo chân thật, luôn luôn trụ nơi căn lành thanh tịnh bậc nhất, vĩnh viễn không xả lìa trụ xứ vô thượng của chư Phật trụ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát
Khi Ngài bố thí phẩm xá vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho nên tùy theo cơ duyên của chúng sinh mà tư duy làm thế nào để cứu hộ họ. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí chỗ ở, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được lợi lành, tâm được an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sinh nương Như Lai mà trụ, nương đại trí huệ mà trụ, nương thiện trí thức mà trụ, nương tôn thắng mà trụ, nương thiện hạnh mà trụ, nương đại từ mà trụ, nương đại bi mà trụ, nương sáu ba la mật mà trụ, nương tâm đại bồ đề mà trụ, nương tất cả bồ tát đạo mà trụ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí chỗ ở. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài bố thí chỗ ở, thì Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được lợi lành, do đó mà trong tâm sung mãn an ổn khoái lạc, chẳng có phiền não, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều nương tựa Phật mà trụ, theo Phật xuất gia tu đạo, nương tựa đại trí huệ mà trụ, chuyển ngu si thành trí huệ, nương tựa thiện tri thức mà trụ, sẽ tăng tấn đạo nghiệp. Nương tựa thiện hạnh mà trụ, tu đủ thứ hạnh lành thành công đức lớn. Nương đại từ mà trụ, thương xót chúng sinh, ban cho họ an vui. Nương đại bi mà trụ, cứu vớt đủ thứ khổ nạn của tất cả chúng sinh. Nương sáu ba la mật mà trụ, giáo hóa chúng sinh, sinh tu sáu độ đến bờ bên kia. Nương tâm đại bồ đề mà trụ, sớm chứng được bồ đề giác đạo. Nương tất cả bồ tát đạo mà trụ, tu học Phật đạo của bồ tát tu. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí chỗ ở. Vì khiến cho tất cả phước đức thanh tịnh, vì rốt ráo thanh tịnh, vì trí thanh tịnh, vì đạo thanh tịnh, vì pháp thanh tịnh, vì giới thanh tịnh, vì trí nguyện thanh tịnh, vì tìm hiểu thanh tịnh, vì nguyện thanh tịnh, vì tất cả thần thông công đức thanh tịnh. Mục đích Bồ Tát hồi hướng đủ thứ là vì khiến cho phước đức của tất cả chúng sinh được thanh tịnh, vì rốt ráo viên mãn thanh tịnh, vì trí huệ thù thắng cũng thanh tịnh, vì tu Phật đạo được thanh tịnh, vì tu học pháp của chư Phật nói cũng thanh tịnh, vì nghiêm trì giới luật thanh tịnh, vì trí nguyện đã phát đều thanh tịnh viên mãn, vì tin sâu các pháp lý giải chánh quyết thanh tịnh, vì nguyện lực cũng thanh tịnh, vì đủ thứ thần thông công đức đều rất thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát tùy thời thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh những căn lành công đức tu tập được, trợ giúp họ đắc được quả báo thanh tịnh. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí các đèn sáng, đó là đèn tô, đèn dầu, đèn báu, đèn mani, đèn tất, đèn lửa, đèn trầm thủy, đèn chiên đàn, đèn tất cả hương thơm, đèn vô lượng màu sắc ánh sáng. Khi bố thí vô lượng đèn như thế, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài lại bố thí đủ thứ đèn ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới. Ngài bố thí những thứ đèn, nói một cách đại khái là đèn tô, đèn dầu, đèn báu. Trên đèn có nạm rất nhiều châu báu, dùng châu mani làm đèn dạo quang, đèn tất, đèn lửa, đèn hương gỗ trầm thủy, đèn hương gỗ chiên đàn, đèn các thứ hương thơm, đèn nhiều loại ánh sáng, màu sắc. Khi Bồ Tát bố thí nhiều thứ đèn như thế, Ngài phát nguyện đem công đức bố thí đèn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, cũng vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được vô lượng quang minh chiếu khắp tất cả chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh thanh tịnh chiếu thấy màu sắc rất vi tế của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh lìa màng mắt, thấu rõ cõi chúng sinh đều không chẳng chỗ có. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô biên, thân phóng ra diệu quang chiếu khắp tất cả. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh chiếu khắp nơi các Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh thanh tịnh của Phật ở trong tất cả cõi thảy đều hiển hiện. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô ngại, một quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh không đoạn diệt, chiếu các cõi Phật mà quang minh không đoạn diệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh trí tràng chiếu khắp thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô lượng màu sắc chiếu tất cả cõi thị hiện thần lực. Khi Bồ Tát bố thí đủ thứ ánh sáng cho tất cả chúng sinh, thì Ngài đem căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được vô lượng quang minh
Quang minh đó có thể chiếu khắp chánh pháp của chư Phật trụ tại thế gian lâu dài. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh thanh tịnh, quang minh đó chiếu thấy sắc trần vi tế nhất của thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh lìa màng mắt. Màng mắt là một thứ bệnh mắt, trong con mắt sinh ra một thứ màng che đậy con mắt, nhìn sự vật chẳng rõ ràng. Bồ Tát hy vọng phàm là chúng sinh có bệnh mắt sinh ra màng, thọ được quang minh thanh tịnh này chiếu đến, thì màng trong con mắt chẳng còn nữa. Nếu muốn con mắt sáng suốt, chẳng sinh bệnh mắt, thì phải thường cúng dường đèn sáng ở trước Phật, thì đời đời kiếp kiếp con mắt sáng suốt, chẳng sinh bệnh mắt. Chúng sinh lìa khỏi bệnh màng mắt, thì cũng minh bạch cõi chúng sinh là không chẳng chỗ có. Chúng sinh vốn là do các duyên hợp lại mà sinh, mới có thân thể bốn đại hòa hợp. Một khi bốn đại phân ly thì đều trả về cho bốn đại, thì đó còn có chúng sinh chăng? Cho nên nói không chẳng chỗ có, đừng chấp trước. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh chẳng có bờ mé, khiến cho trên thân đồng thời phóng ra một thứ quang minh kỳ diệu. Trong quang minh đó nói pháp giáo hóa chúng sinh, mà quang minh kỳ diệu đó đồng thời cũng chiếu khắp tất cả. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh của Phật chiếu khắp. Đối với pháp của chư Phật nói, có tâm dũng mãnh tinh tấn tu học, vĩnh viễn chẳng sinh tâm giải đãi thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh thanh tịnh của Phật. Trong cõi nước của mười phương chư Phật đều hiển hiện quang minh thanh tịnh của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh không có chướng ngại, dù chỉ một quang minh cũng có thể chiếu khắp tất cả pháp giới, khiến cho tất cả pháp giới đều phóng đại quang minh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh vĩnh viễn chẳng đoạn diệt, quang minh đó chiếu đến cõi nước chư Phật cũng vĩnh viễn chẳng đoạn diệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh trí huệ, quang minh đó giống như tràng báu chiếu khắp tất cả thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh vô lượng màu sắc, quang minh đó chiếu đến cõi nước của chư Phật trong mười phương, thấy được thần lực vi diệu của chư Phật thị hiện. Khi Bồ Tát bố thí đèn sáng như vậy, vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh, đem căn lành đó theo đuổi chúng sinh, đem căn lành đó nhiếp thọ chúng sinh, đem căn lành đó phân bố cho chúng sinh, đem căn lành đó từ mẫn chúng sinh, đem căn lành đó che chở nuôi dưỡng chúng sinh, đem căn lành đó cứu hộ chúng sinh, đem căn lành đó sung mãn chúng sinh, đem căn lành đó duyên niệm chúng sinh, đem căn lành đó bình đẳng lợi ích chúng sinh, đem căn lành đó quan sát chúng sinh. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đèn sáng. Hồi hướng như vậy chẳng có chướng ngại, khắp khiến cho chúng sinh trụ trong căn lành. Mục đích của Bồ Tát bố thí các thứ đèn báo như vậy là vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cũng hy vọng có thể an lạc tất cả chúng sinh, cho nên đem căn lành của Ngài bố thí đèn sáng theo đuổi chúng sinh, vĩnh viễn chẳng xả lìa tất cả chúng sinh thọ khổ. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng để nhiếp thọ tất cả chúng sinh có duyên. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng phân bố cho hết thảy chúng sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều thọ được lợi ích của sự bố thí đèn sáng. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng từ mẫn tất cả chúng sinh, tùy thời ủng hộ họ. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng che chở tất cả chúng sinh, nuôi dưỡng tất cả chúng sinh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng cứu hộ tất cả chúng sinh. Nếu chúng sinh có tai nạn khốn khổ và thọ sự bức hại, thì Bồ Tát dùng quang minh chiếu sáng của Ngài đến để cứu hộ, dẫn dắt chúng sinh thọ nạn, thoát khỏi tai nạn, được sự an toàn. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng khiến cho tất cả chúng sinh cũng được sung mãn căn lành và sung mãn trí huệ quang minh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng thường thường duyên niệm tất cả chúng sinh, tìm cách khiến cho họ thoát khỏi biển khổ, được sự an lạc. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng khắp bình đẳng lợi ích chính pháp giới chúng sinh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng để quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, thấu đạt sự thọ báo khác nhau của họ. Đó là Đại Bồ Tát hồi hướng căn lành khi Ngài bố thí đèn sáng. Hồi hướng như vậy rồi thì tất cả hết thảy chỗ làm đều vô ngại, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều an trụ trong căn lành công đức của sự bố thí đèn sáng. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí thuốc thang, Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các triền cái rốt ráo được thoát khỏi, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa thân bệnh,
đắc được thân của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh làm thuốc hay diệt trừ tất cả bệnh bất thiện, nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc A Già Đà, an trụ nơi bậc Bồ Tát không thối chuyển, nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc Như Lai, cứu bà tất cả tên độc phiền não, nguyện cho tất cả chúng sinh gần gũi hiền thánh, diệt trừ phiền não, tu hạnh thành tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh làm vua thầy thuốc, vĩnh viễn diệt trừ các bệnh, chẳng khiến cho tái phát, nguyện cho tất cả chúng sinh làm cây thuốc bất hoại, đều chữa lành cho tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh nhất thiết trí, nhổ trừ các mũi tên bệnh, nguyện cho tất cả chúng sinh khéo hiểu phương thuốc thế gian, hết thảy tật bệnh của chúng sinh đều chữa khỏi. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng lại bố thí thuốc thang trị bệnh cho chúng sinh. Khi Ngài bố thí thuốc thang thì đem đủ thứ căn lành tu tập được hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích thuốc thang của tôi bố thí thì đều chân tránh thoát khỏi triền cái, triền trói tức là vọng hoặc, trói chúng sinh không thoát khỏi được sinh tử, chẳng chứng được niết bàn. Có 10 thứ triền hoặc: 1. Không hổ, 2. Không thẹn, 3. Nghi, 4. Sèn, 5. Hối, làm việc thiện rồi ngược lại sinh tâm truy hối, 6. Thủy miên, 7. Trạo cử, 8. Hôn trầm, 9. Sân phẫn, 10. Che giấu. Cái ý nghĩa là phú cái che đậy tâm tánh, không thể sinh pháp lành. Có 5 thứ cái: 1. Tham dục cái, 2. Sân khỏe cái, 3. Thủy miên cái, 4. Trạo hối cái, 5. Nghi pháp cái. Con người đều có 10 triển 5 cái, cho nên tạo thành nhân hữu lậu, 6 căn 6 trần, vọng làm vô biên tội lỗi. Do đó, Bồ Tát hy vọng chúng sinh thoát khỏi được 10 triển 5 cái, lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi thân có tật bệnh, được thân kim cang bất hoại giống như Phật. Bồ Tát phát nguyện như thế, hy vọng chúng sinh vĩnh viễn lìa thân bệnh. Nhưng phải làm thế nào mới có thể vĩnh viễn lìa thân bệnh? Thì phải nương vào chính mình mà tu hành. Chỉ có thiết thực tu hành mới vĩnh viễn lìa khỏi được thân bệnh. Chẳng tu hành, chẳng tu nghiệp lành thì thân bệnh không thể nào lìa khỏi được. Vì chẳng tu hành thì trong tâm thường có vọng niệm và phiền não, sẽ trở thành thân hữu lậu, không thể nào đắc được thân Phật. Mục đích và thành tựu của sự tu hành mới phá trừ được vô minh, chuyển phiền não thành bồ đề, thành tựu làm người vô lậu, thì tất cả tập khí tự nhiên sẽ tiêu diệt trong vô hình. Như vậy mới đắc được thân kim cang bất hoại giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm thuốc hay nhất của tất cả chúng sinh khác, tiêu trừ hết sạch bệnh ô nhiễm không thành tịnh của tất cả chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc A Già Đà, thuốc bất tử, có thể giải trừ được phiền não trong tâm và tật bệnh trong thân, để an trụ nơi địa vị Bồ Tát không thoái chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành thuốc Như Lai. Thuốc Như Lai tức là thuốc chấm dứt sinh tử, nhờ đó mà đắc được nhất thiết trí huệ, nhổ trừ được tất cả tên độc phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gần gũi thiện tri thức và thánh hiển tăng, đắc được pháp ích diệt trừ phiền não thần tâm, một lòng tu học phạm hạnh thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể làm vua thầy thuốc, chữa lành tất cả bệnh của thế gian, vĩnh viễn chẳng làm cho nó tái phát nữa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm cây thuốc bất hoại, thứ cây thuốc đó hay chữa lành các thứ bệnh tật của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều đắc được khỏe mạnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh nhất thiết trí huệ, được quang minh này chiếu đến thì nhổ hết sạch mũi tên bệnh độc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khéo thấu hiểu phương pháp chữa bệnh và tính năng đủ thứ cỏ thuốc của thế gian, biết bệnh gì dùng thuốc gì, hiểu được bệnh tật của chúng sinh thì sẽ chữa lành bệnh của chúng sinh, thuốc đến liền hết bệnh. Khi Đại Bồ Tát bố thí thuốc thang thì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các bệnh, vì rốt ráo được an ổn, vì rốt ráo được thanh tịnh, vì giống như Phật không bệnh, vì nhổ trừ tất cả mũi tên bệnh, vì được thân vô tận kiên cố, vì được thân kim cang núi thiết vi bất hoại, vì được sức lực kiên cố đầy đủ, vì được viên mãn an vui của Phật không ai đoạt lấy được, vì được thân kiên cố tự tại của tất cả chư Phật, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy. Khi Đại Bồ Tát bố thí thuốc thang, mục đích của Ngài phát nguyện hồi hướng là hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, vĩnh viễn lìa khỏi các thứ bệnh tật,
Chúng ta thường nghe họ nói, hành thiện là gieo trồng ruộng phước có rất nhiều thứ, khám cho bệnh nhân là ruộng phước bậc nhất, trong các sự cúng dường pháp là trên hơn hết, các thứ bố thí thì công đức bố thí thuốc thang là lớn nhất, vì thuốc thang chữa lành bệnh của con người, làm cho họ sống lại. Dược phẩm của Trung Quốc về thực vật phần nhiều gồm các loại rễ, cọng, lá, hoa, quả, hạt, vân vân. Về động vật thì có xương, da, xác và khoáng vật, vân vân. Nhưng tính chất của chúng đều có sự phân biệt. Hàn, nhiệt, ôn, bình. Hàn là tánh mát của thuốc hay trị bệnh nhiệt. Nhiệt là tánh nóng của thuốc hay chữa bệnh hàn. Ôn là tính chất ôn hòa, tức chẳng hàn cũng chẳng nhiệt. Bình là tính rất bình ổn, đều có tác dụng đối trị. Công năng của chúng dùng quân thần tá sử bốn chữ có thể biểu thị. Quân thì tựa giống như hoàng đế, thần tức giống như tể tướng và quan sử. Trong đó cam thảo thì có thể gọi là tể tướng, xuyên khung, cỏ dùng làm thuốc, có hiệu là tướng quân. Tá là phụ tá, nghĩa là trợ giúp. Sử là ngự sử, ra lệnh cho nó đi làm tất cả mọi việc. Ở trên là nói đại khái về tính năng phẩm dược của Trung Quốc. Bồ Tát bố thí thuốc thang cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh đều đắc được rốt ráo triệt đề, chân chánh viên mãn đời sống an ổn khoái lạc, chẳng có tâm tư tán loạn sợ hãi, rốt ráo thanh tịnh. Tại người có bệnh mà nói thì không thể nào nói là thanh tịnh được. Nếu thân tâm trong ngoài thoải mái thì chẳng có tạp niệm vọng tưởng, đó mới là rốt ráo thanh tịnh. Cũng vì hy vọng chúng sinh giống như Phật, không bệnh, không đau, không phiền não, lại hy vọng chúng sinh nhổ trừ được mũi tên độc, bệnh tật, để tránh khỏi mất mạng, lại hy vọng tất cả chúng sinh được thân kiên cố, bất hoại vô cùng tận, vĩnh viễn chẳng có bệnh khổ, lại đắc được thân như kim cang núi thiết vi, không thể nào hủy hoại được, lại đắc được sức lực kiên cố viên mãn đầy đủ thần thông, lại đắc được viên mãn sự an vui giống như chư Phật, không ai có thể đoạt lấy được. Lại đắc được thân kiên cố tự tại giống như chư Phật, có đủ thứ nhân duyên như ở trên vừa nói. Cho nên Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát đều có thể huệ thí tất cả đồ Phật. Đó là đồ đựng bằng vàng ròng để các thứ tạp báu, đồ đựng bằng bạc trắng để các báu đẹp, đồ đựng bằng lưu ly đầy đủ các thứ báu, đồ đựng bằng pha lê đầy vô lượng đồ báu trang nghiêm, đồ đựng bằng sa cừ đầy xích chân châu, đồ đựng bằng mã não đầy san hô mani châu báu, đồ đựng bằng ngọc trắng đựng các thức ăn ngon, đồ đựng bằng trên đàn đựng các thứ y trời, đồ đựng bằng kim cang đựng các hương thơm vô lượng vô số, đủ thứ các đồ bằng châu báu đựng vô lượng vô số, đủ thứ các châu báu. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, sau khi Ngài bố thí thuốc thang rồi, Ngài lại tiếp tục bố thí các thứ đồ đựng chân quý, chẳng phải Ngài bố thí cho một số ít người hoặc là quyến thuộc chí thân ưa thích, Ngài thảy đều huệ thí bình đẳng, tất cả đồ vật chẳng có tâm thương ghét. Bồ Tát thấu đạt công đức của sự bố thí, chân chánh làm đến được ba thứ đều không. Không thấy mình bố thí, không thấy kẻ nhận và không thấy vật bố thí. Hoàn toàn nhìn thấu, buông bỏ đạo mà đắc được tự tại. Vận dụng tự như, không cần tác ý, không có suy nghĩ. Hiện tại Ngài lại bố thí đồ vật danh quý cho tất cả chúng sinh. Như đã nói, đồ đựng bằng vàng ròng, trong đó chứa đựng đầy các thứ châu báu, đá quý đủ màu. Lại bố thí đồ đựng bằng bạc trắng, trong đó đựng đầy các thứ báu vật tốt đẹp không thể nghĩ bàn. Lại bố thí đồ đựng bằng pha lê trong suốt, trong đó cũng đựng đầy các thứ đá quý. Lại bố thí đồ đựng bằng lưu ly, trong đó cũng đựng đầy các thứ đồ cúng châu báu trang nghiêm, không nhiều không thể tính đếm được. Như hôm nay khoa học tiến bộ, lưu ly chẳng cho rằng là danh quý. Thời xưa khoa học không phát đạt, chẳng dễ gì tìm được một miếng lưu ly, cho nên lưu ly cũng cho rằng đồ quý báu. Lại bố thí đồ đựng bằng sa cừ, trong đó cũng đựng đầy trân châu màu đỏ. Lại bố thí đồ đựng bằng mã não, trong đó đựng đầy cây san hô và châu báu mani dạ quang. Mã não là một thứ ngọc màu sắc rất đẹp, bên trong có hoa văn màu đỏ giống như máu tủy não của ngựa. Còn bố thí chén bát mâm ly
bằng ngọc trắng, đựng đầy thức ăn ngon, lại bố thí đồ đựng bằng trên đàn, trong đó đựng đầy các thứ y phục của người trời. Vì thứ gỗ đó rất thơm, bên trong được y phục để ướp hương thơm, lại bố thí đồ đựng bằng đá kim cương, trong đó đựng đầy các thứ hương quý. Bồ Tát bố thí đồ vật châu báu chân quý nhiều không cách chi tính đếm được. Hoặc bố thí cho chư Phật, vì tin dụng phước của Phật không thể nghĩ bàn. Hoặc bố thí cho Bồ Tát, vì biết thiện tri thức khó gặp được. Hoặc bố thí cho Thánh Tăng, vì khiến cho Phật Pháp trụ lâu ở đời. Hoặc bố thí cho Thanh Văn và Bích Chi Phật, vì nơi các bậc thánh nhân sinh niềm tin thanh tịnh. Hoặc bố thí cho cha mẹ, vì tôn trọng. Hoặc bố thí cho sư trưởng, vì luôn dạy bảo, khiến cho y theo thánh giáo mà tu công đức. Hoặc bố thí cho kẻ hạ liệt, nghèo khổ, cô nhi, vì đại từ đại bi, thương xót bình đẳng nhìn các chúng sinh. Vì chuyên tâm đầy đủ bố thí ba la mật của tất cả Bồ Tát, đời quá khứ, vị lai, hiện tại, đem tất cả đồ vật bố thí khắp tất cả, vì chọn không nhảm, xả bỏ các chúng sinh. Bồ Tát bố thí vô lượng vô số đồ vật, cùng với đựng đầy các thứ báu lạ chân quý cho chúng sinh. Ngài cũng đem những đồ đạc châu báu đó cúng dường mười phương chư Phật. Vì tin tưởng chư Phật là chỗ phước tốt nhất của chúng sinh, mà công đức đó cũng không thể nghĩ bàn. Hoặc bố thí cho mười phương Bồ Tát, vì Ngài biết bậc thiện tri thức chân chánh trăm ngàn vạn kiếp có gặp được một vị. Hoặc bố thí cho mười phương các hiền thánh tăng. Tại sao phải bố thí cho hiền thánh tăng? Vì Pháp là nhờ tăng truyền. Nếu bạn muốn học Phật, muốn thành Phật đạo thì nhất định trước hết phải nghe Pháp, tu học Phật Pháp. Nghe Pháp học Pháp thì phải gần gũi chư Tăng. Chư Tăng là những người thay thế Phật hoằng dương Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì Tăng là một trong Tam Bảo. Dụng ý của Bồ Tát bố thí cho hiền thánh Tăng là vì trợ giúp Tăng Bảo hoằng Pháp lợi sinh, khiến cho Phật Pháp trụ lâu dài tại thế gian. Hoặc bố thí cho các vị Thanh Văn Bích Chi Phật hàng nhị thừa. Bồ Tát thì tu đại thừa Phật đạo, nhưng Ngài đối với các vị Thánh tự hào chẳng có tâm cống cao ngã mạn, vẫn giữ tâm thanh tịnh khiêm hòa, cung kính các bậc đó. Thanh Văn là bậc nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, tu tập khổ tập diệt đạo bốn diệu đế, chứng được quả A-la-hán. Bích Chi Phật còn gọi là Bích Chi Ca La, có hai nhân duyên khiến cho khai ngộ chứng quả. Một là lúc Phật còn ở đời, nghe Phật chỉ dạy tu pháp 12 nhân duyên mà chứng quả, gọi là duyên giác. Hai là lúc không có Phật ở đời, tự mình ở trong thâm sơn cùng cốc tu đạo, quan sát sự biến hóa của bốn mùa, hoa nở lá rụng mà ngộ đạo, gọi là độc giác. Tuy là hàng nhị thừa nhưng đều đã nhập vào dòng thánh nhân. Hoặc bố thí cho cha mẹ của mình, vì đó là biểu thị tôn trọng cha mẹ, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục. Hoặc bố thí cho bậc sư trưởng, sư là vị thầy dạy dỗ chúng ta, trưởng là trưởng bối, cha mẹ là bậc sinh ra nuôi dưỡng chúng ta, sư trưởng là bậc dạy dỗ chúng ta, khiến cho chúng ta biết lựa thiện mà theo, không thiện thì đổi, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Biết y theo thánh giáo mà tu hành, tu tập đủ thứ căn lành công đức. Ở trên là bố thí Bồ Tát. Ở trên là Bồ Tát bố thí, báo bốn ân nặng, chỉ cho Phật Bồ Tát thành phần duyên giác cha mẹ sư trưởng. Ngài cũng không quên cứu tế hết thảy những kẻ đáng thương xót, như những kẻ bần cùng hạ liệt, cô nhi quả phụ. Bồ Tát dùng tâm đại từ đại bi, dùng con mắt bình đẳng nhìn đối đãi với họ, đồng thời bố thí cho họ vô lượng đồ vật. Bồ Tát truyền tâm nhất trí hành bố thí công đức, vì muốn viên mãn đầy đủ hạnh bố thí ba la mật mà các Bồ Tát trong ba đời quá khứ vị lai hiện tại phải tu để đạt đến và niết bàn bên kia. Bồ Tát đem vô lượng vô số đủ thứ báu vật chân quý kỳ lạ hiếm có trên đời bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, chưa từng tự mãn, chưa từng gián đoạn, không bao giờ sinh tư tưởng nhàm chán xả bỏ chúng sinh. Vì Bồ Tát xem chúng sinh như chính mình, xem an nguy bi khổ của chúng sinh cũng giống như chính thân mình thọ. Khi bố thí các đồ vật như vậy, cùng với người thọ nhận đều không chấp trước. Khi Bồ Tát hành bố thí như kinh văn đã nói ở trước, Ngài đối với đủ thứ đồ vật và châu báu bố thí, giá trị của nó là quý hay tiện, cùng với bất cứ những người thọ nhận đồ vật và châu báu, Ngài chẳng để tâm đến, cũng chẳng tính toán, càng chẳng chấp trước vào,
hoặc hy vọng đắc được sự báo đáp như thế nào. Đó mới là chân chánh bố thí, gọi là ba thứ đều không, tam luân thể không, cũng gọi là đắc được công đức vô lậu. Khi Đại Bồ Tát đem đủ thứ đồ đạc châu báu như vậy, đựng vô lượng châu báu bố thí, thì Ngài đem căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu tạng khí vô biên đồng hư không, niệm lực rộng lớn, đều có thể thọ trì tất cả kinh thư thế gian suốt thế gian chẳng có quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu thanh tịnh khí, ngộ được chánh pháp thâm sâu của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bảo khí vô thượng, đều thọ trì được Phật pháp ba đời. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí rộng lớn của Như Lai, dùng niềm tin bất hoại nhiếp thọ pháp bồ đề của chư Phật ba đời. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bảo trang nghiêm khí tối thắng, trụ tâm bồ đề đại oai đức. Đại Bồ Tát tụ pháp môn hồi hướng, như kinh văn ở trước nói, khi dùng vô lượng đủ thứ đồ đạc châu báu, đựng đầy vô lượng báu vật hành bố thí, thì đem đủ thứ căn lành công đức của Ngài tu tập, hồi hướng như kinh văn nói dưới đây. Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được sự lợi ích hồi hướng, thành tựu tạng khí báu, chẳng có bờ mé giống như hư không, tâm lượng rộng lớn, sức nhớ tăng trưởng, có thể thọ trì đủ thứ kinh thư của thế gian và suốt thế gian mà không có quên mất. Là nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành pháp khí thanh tịnh, có thể ngộ được chánh pháp vi diệu thâm sâu của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành pháp bảo khí vô thượng, tâm lãnh thọ được nghiêm trì tu học pháp của chư Phật ba đời nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí rộng lớn của Như Lai, dùng căn tin vĩnh viễn không thể phá hoại được nhiếp thọ diệu pháp bồ đề của chư Phật ba đời nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành diệu bảo trang nghiêm khí tối thủ thắng, trụ tâm bồ đề giác đạo đại oai đức. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ chỗ nương tựa của công đức, sinh tiền hiểu thanh tịnh, nơi vô lượng trí huệ của các Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ hướng về nhất thiết trí, rốt ráo vô ngại giải thoát của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được khí cụ hạnh Bồ Tát suốt thuở kiếp vị lai, hay khiến cho chúng sinh thể đều an trụ nơi nhất thiết trí lực. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ giống tánh công đức thủ thắng của chư Phật ba đời. Diệu âm của tất cả chư Phật nói đều thọ trì được. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ dung nạp tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới, tất cả chúng hội đạo tràng của Như Lai, làm đại trượng phu thượng thủ khen ngợi diễn nói, khuyến thỉnh chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí khí cụ, vì muốn khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều được viên mãn khí cụ hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ chỗ nương tựa của công đức, sinh ra sự tin hiểu thanh tịnh nhất đối với vô lượng trí huệ của chư Phật Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí hướng về nhất thiết trí huệ, chân thật đắc được giải thoát tự tại vô ngại của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được khí cụ suốt thuở kiếp vị lai, tu Bồ Tát hạnh đủ thứ hạnh môn, có thể khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều an trụ nhất thiết trí huệ thần thông lực. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ công đức thủ thắng giống tánh của chư Phật ba đời. Hết thảy chánh pháp của mười phương chư Phật nói ra đều lãnh thọ được mà y giáo tu trì. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ dung nạp được tận cùng pháp giới, tận hư không giới, tất cả thế giới và đạo tràng chúng hội của mười phương Như Lai, làm thủ tòa trong đạo tràng, có phẩm đức của bậc đại trượng phu, hoài nghi khí chất, tán thán chư Phật, luôn luôn làm đệ tử, đại biểu đương thời và đời sau, khuyến thỉnh chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp. Những gì vừa nói ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí khí cụ, mục đích là vì khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều được viên mãn khí cụ 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền.